Ujido chắc là săn Khánh trên livestream này 1.200 điểm là cũng vừa vô á, vô vô săn á. Con xe tôi đang hơi kẹt nha. Bên kia mưa kiếm anh em ơi, lúc đầu chơi thua nhiều á, không dám chơi. Ý á, W thế mà chúng xạo thật chứ. Tôi đang xem stream của Faker à anh em. Em có đang coi nhầm kênh không mà thấp A Khánh táp ra táp vô liên tục như Faker vậy? Khó thôi anh em ơi. Má con tướng dễ chơi dữ. Bé Loli đã rescan 5.000 đồng. Nhưng mà mình có Faker ở nhà rồi mà con. Faker ở nhà. Yeah boy. Ai biểu nha. Brogat ở đấy ạ. Đến biết tôi đẩy luôn chứ là chết. Thua. Yếu bí anh ơi. Mất khiên trụ mà phải về á, không về chết là ra kịp. Về TP mid đây bạn. A Khánh có thể mở thể hai táp nữa chơi Pikachu với rắn săn mồi được không để e đi khoe với hàng xóm là ở nhà mình cũng có Faker. Cảm ơn em nhá, cảm ơn bao hai người nhá. Ác anh em, ác với Khánh thật sự, anh em ác với Khánh thật sự. Khánh chỉ muốn thắng nốt cái ván cờ thôi mà lúc đầu đang có lợi thế quá. Mà nay không tính được anh em ơi, nay trong game không có tính được nên là thua. Mình thì đã gà rồi, vô game cái táp ra tính không nổi, vừa phải tính farm lính farm con nào, vừa phải đi nước nào, khó đấy. Thằng này sao? Rồi, ăn xe cái. Có thì xuyên mạng rồi. Nhưng mà trên này đánh thì chịu anh em ơi. What? Mày có... Tôi có thù gì mấy con xe hả trời? Mà đam như thế mà vẫn trượt xe được. Lâm Tuấn Pha đã Khánh cảm ơn Lâm nhá. Khánh cảm ơn Lâm Tuấn Pha nhá. Một mạng 10. Rồi thì cái thế 15-1 cái, 15-3 cái. Ấy ạ. Thế phải trúng rồi không chết anh em. Thấy máu hơi ít này, hơi sợ. Ghi cả họ tên vẫn gọi là Lâm ACCC. Khánh cảm ơn Lâm nhá. Cảm ơn Lâm một cái không được cộng một donate thanh minh nhở. Khánh cảm ơn Pha nhá. Khánh cảm ơn Pha nhá. Lâm Tuấn Pha đã Khánh cảm ơn Pha nhá. Khánh cảm ơn Pha nhiều. Giỡn lên Pha xíu. Không sao đâu anh Đỗ.
Anh trả đũa. Anh trả đũa tôi mọi người ơi. Cuối cùng là anh mất thêm tiền donate tôi. Tôi cảm ơn anh nhiều. Thank you pha nhá. Anh hơi khó anh em phải về dép à. Ngoài đố bạn ra thì Levi còn làm gì nữa không? A có, B không. Nhai đi nhai lại, nhai đi nhai lại à. Ta chửi cho bây giờ. Anh em ăn đi tôi núp. Ui, quy trượt anh em. Không thể né. Không thể né. Đã rescan 10. Khánh cảm ơn pha nhá. Ngày sau mà 15/3 đây A đỗ. 83 này cũng được 5 mạng, 83 cũng được 5 mạng. Bỏ thôi nghe, ba thằng ra. Ba mạng. Ha ha ha, buồn cười quá. Riot Game ơi, bạn đúng là thánh chôn chúa tể nụ cười ông tổ nghi hài độc thoại. Mong bạn đừng donate nữa. Quá. Khánh cảm ơn Long nhá. Hay nhá Long ơi. Có một respect cho Long nhá. Ơ, đúng rồi, ui à, không kịp anh ạ. Hanbang 2.300 người đã rescan 10.000 đồng. Tôi tìm Levi, ngoài việc chơi game cô tập trung, bờ chúc mình sinh nhật như ở đầu nước. Thỉnh thoảng trượt xe và nhiều lỗi thoát ra thì Levi chưa vướng bất kỳ gì căng đan cũng như không có tật xấu nào. Ây à, hãy cảm ơn Hàn Băng nhá, hãy cảm ơn Hàn Băng nhiều. Ui, phê tôi lỗi em ơi, phê tôi tưởng con AD chết rồi nên tôi bị nhanh nhanh không có dùng chiêu. Bắt nó. Rồi đẩy xuống bot xong rồi TP. Ôi Red game. Mém chết tôi luôn. Và đó là cái thế dầu ăn Cassandra. Yeah yeah. Không được 15/3 thì được có 13/3 thôi. Ê còn hai mạng kìa, còn. Ôi da, không ăn được. Chưa ông chết chưa thế nào. Lâm Tuấn. Ồ, thấy cảm ơn pha nhiều nhá. Thank you pha nhiều, thank you pha. Lại tốt nhà đỗ. Yeah, hãy cảm ơn Lâm nhá.